chào các bạn, quay trở lại với kênh video của Thế Giới Máy. Vào mùa hè nắng nực như này, chúng ta sẽ cần một ly nước mía để giải khát. Vì vậy hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc máy ép nước mía 750W này. Bây giờ chúng ta hãy cùng test thử chiếc máy này như thế nào nhé. Vâng, xin giới thiệu của bạn, đây là chiếc máy ép nước mía 750W. Phía trước mặt của máy ép nước mía thì ta thấy đây là lỗ ra của đường bả. Bên trong ta có 3 thùng lô để ép mía ra nước. Phía sau của thân máy thì ta có thể thấy đây là đường vô của cây mía. Để đường vô là rộng khoảng 4cm. Bên hông là công tắc của máy. Công tắc có 2 chế độ. Một chế độ ép mía và một chế độ để khi bị nghẹt thì ta có thể vặn để nó trả mía lại. Và đây là đèn báo của công tắc. Đây là công tắc ép mía. Và đây là công tắc nhả mía. Phía dưới đây là đường ra của nước mía. Phía trên thì ta có thể thấy có một cái lọc các cái cạnh bả lại. Và bây giờ tôi sẽ test mía cho các bạn xem chiếc máy này ép như thế nào nhé. Và đây là mía của chúng ta. Khi ép mía thì ta chỉ cần để cho rulo lô gặp được cây mía và thả ra để cho mía tự động ăn vào. Máy có công suất 750W nên có thể ép được những cây mía rất là lớn. Và đây là thành phẩm của chúng ta ép mía. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.